cả Đông Nam Á ghen tị. Hết Mỹ, Úc giờ đến Hoàng Thái Tử Nhật tức tốc đến Việt Nam chỉ để làm điều đặc biệt này. Xin chào các bạn đã quay trở lại với Việt Nam Stronger. Các bạn thân mến, đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nhấn mạnh một câu chắc như đinh đóng cột như thế, và quả thật là ông chẳng hề sai chút nào. Bằng chứng là chỉ trong năm 2023 này, Việt Nam tất bật chạy xuôi chạy ngược với những chuyến công du ở trong và ngoài nước. Đầu tiên phải kể đến chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Theo sau là hơn 200 doanh nghiệp và 74 thống lĩnh kinh tế nước Hàn. Không quên kể đến, đó là tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan cập bến Việt Nam. Chuyến công du chính thức của Thủ tướng đến Trung Quốc và mới đây là chuyến thăm gây chấn động thế giới, Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Việt Nam nâng tầm quan hệ Việt-Mỹ. Chưa dừng lại ở đó, mới đây, Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, cũng đã có chuyến thăm đáng chú ý. Đích thân Hoàng Thái Tử Nhật cùng công nương đã đến Việt Nam để làm những điều quá đặc biệt khiến dân mạng Thái Lan, Indo không khỏi ghen tị. Vậy các bạn có tò mò chuyến thăm này diễn ra như thế nào? Cùng mình tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Cụ thể, vừa mới đây vào chiều ngày 20 tháng 9, chuyên cơ chờ gửi kế vị ngai vàng Nhật Bản, Hoàng Thái Tử Akishino và phu nhân đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Đến sáng ngày 21 tháng 9, ông Akishino đã tham dự lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chủ trì. Trong buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đón Hoàng Thái tử Akishino tại nơi đỗ xe trước thảm đỏ, Phó Chủ tịch nước và Hoàng Thái tử bước đi giữa các bé thiếu nhi vẫy cờ, chào quan chức hai nước trước khi bước vào hội đàm. Hoàng Thái tử Nhật Bản và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có cuộc hội đàm hết sức thân tình ngay sau đó. Đáng chú ý là ngay trong ngày 21 tháng 9, Hoàng Thái tử Akishino và công nương Kiko đã có những hành động thăm hỏi, tri ân đặc biệt đối với lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại của Việt Nam. Hai vị hoàng tộc Nhật đã đích thân đến thăm nhà sàn Bác Hồ, nghe giới thiệu về nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống lúc sinh thời, những kỳ vật mà người để lại. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng với Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và công nương Kiko đi bộ trên đường xoài. Đây là con đường nối liền giữa Phủ Chủ tịch với khu di tích nhà sàn và ao cá Bác Hồ. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Hoàng Thái tử Akishino và công nương Kiko nghe thuyết minh tại tầng dưới của nhà sàn. Đây là khu vực làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào mùa hè, phòng họp Bộ Chính trị và tiếp khách thân mật. Nhà sàn Bác Hồ là kiến trúc bằng gỗ hai tầng, mái ngói, được xây dựng năm 1958, có kiến trúc nhà sàn dân tộc Tây, Thái ở Việt Bắc, dài 10,5m, rộng 6,2m. Tiếp đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Hoàng Thái tử Akishino và công nương Kiko cho cá ăn tại ao cá Bác Hồ. Ao cá Bác Hồ có diện tích trên 3.000m2. Cá trong ao chủ yếu là loại rô phi, chấm, chép, mè, trôi. Ao cá nằm trước nhà sàn là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh thường thư giãn và cho cá ăn. Được biết rằng trước đó vào sáng sớm, Hoàng Thái tử Akishino và công nương Kiko đã tận tay đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên thực tế thì không nhiều nguyên thủ quốc gia nước ngoài khi đến Việt Nam có thể dành thời gian đến viếng lăng Bác. Vậy tại sao Hoàng tử nước Nhật lại dành sự tôn kính cho Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều như vậy? Vâng, đó là bởi vì Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, mà còn là nhà lãnh đạo, người anh hùng giải phóng dân tộc được nhân dân thế giới ngưỡng mộ với tình cảm chân thành, trong đó phải kể đến người dân Nhật Bản. Đây là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của Hoàng Thái tử Akishino và công nương sau dịch Covid-19, cũng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Hoàng gia Nhật Bản sau 6 năm, kể từ khi chuyến thăm của nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản năm 2017. Trên trang japanvietnam50.org, trang web đặc biệt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio cho biết quan hệ song phương đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước đến nay. Trên mạng xã hội cũng từ đó mà xuất hiện nhiều video đưa tin về chuyến thăm đặc biệt này. Chứng kiến những hình ảnh tốt đẹp của hai nước Nhật Bản-Việt Nam, cư dân mạng quốc tế đã bình luận khá khó tin. Trên trang ASEAN Skyline, truyền đưa tin về những vấn đề kinh tế, xã hội, chính trị Đông Nam Á, một số người Thái, Indo, Malaysia đã để lại những bình luận như sau. Đến thăm Việt Nam với quà lưu niệm trị giá 60 tỷ yên từ chính phủ, đổi lại bạn sẽ nhận được thảm đỏ và đồ ăn ngon. Các cường quốc của thế giới đang hướng về Việt Nam một cách kỳ lạ. Năm 2023 là một năm thật bận rộn của Việt Nam. Hoàng Thái tử Nhật đến Việt Nam chỉ để yêu cầu họ đừng phạm tội trộm cắp ở Nhật Bản. Về Việt Nam cũng chẳng ích gì phải không? Bạn định mời ngày càng nhiều lao động trẻ lương thấp sang Nhật à? À, rốt cuộc thì họ cũng ngang hàng với học sinh tiểu học thôi sao? Trái ngược với sự tiêu cực của các bạn Đông Nam Á thì trên mạng xã hội nước Nhật có thể dễ dàng bắt gặp những quan điểm vui vẻ, thân thiện hơn nhiều. Khá nhiều kênh truyền hình Nhật đã đưa tin về chuyến thăm này và mình đã bắt gặp những comment như sau. Nhân viên đại sứ quán khoanh tay trước mặt, thật lịch sự. Kể từ bây giờ, các công ty Nhật Bản sẽ tăng cường đầu tư vào Việt Nam, vì vậy tôi rất mong sự giúp đỡ của các bạn về điều đó. Lời chúc mừng đến Việt Nam. Chúc mừng mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, người Việt Nam rất dễ thương và thân thiện. Tôi ấn tượng về chiếc thảm đỏ. Dù hoàng đế không đến được, nhưng hoàng thái tử cũng đã tốt rồi, mong Việt Nam đến thăm Nhật Bản sớm nhất. Vâng, dù có lời ra tiếng vào nhưng nói gì thì nói,
Chuyến thăm này của Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương Kiko thực sự mang một ý nghĩa đặc biệt. Chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước, gắn bó chặt chẽ hơn nữa mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản. Cần thông tin thêm, đây là lần thứ 3 ông Akishino đến thăm Việt Nam. Chuyến thăm đầu tiên của Hoàng Thái tử Akishino và Công nương diễn ra vào năm 1999. Thời điểm đó, ông Akishino là người đứng thứ 2 trong danh sách kế vị ngai vàng Nhật Bản. Lần thứ 2 ông Akishino đến Việt Nam là năm 2012. Trong chuyến công du này, ông Akishino, người nổi tiếng với niềm say mê nghiên cứu sinh vật học, đã tặng một tiêu bản gà quý hiếm tại Nhật Bản cho Bảo tàng Sinh học, Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau hơn 10 năm, ông đã trở lại Việt Nam với một vị thế khác, và Việt Nam bây giờ cũng đã thay đổi quá nhiều. Vậy các bạn có biết là so với Hoa Kỳ hay Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản hiện nay đã và đang có những dấu ấn mạnh mẽ nào tại Việt Nam? 50 năm chưa phải là một giai đoạn dài trong lịch sử quan hệ giao lưu có bề dày gần 1.300 năm giữa hai dân tộc, nhưng đã chứng kiến sự phát triển nhanh chóng, vượt bậc và toàn diện của quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản. 50 năm qua, hai nước đã trở thành đối tác hết sức quan trọng của nhau, chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược chung. Khi trận động đất, sóng thần lịch sử xảy ra ở khu vực Đông Bắc Nhật Bản vào tháng 3 năm 2011, gây ra thiệt hại to lớn về người và của, phong trào chia sẻ quyên góp ủng hộ nhân dân Nhật Bản đã được tổ chức rộng rãi ở tất cả các tỉnh, thành phố của Việt Nam, được đông đảo nhân dân Việt Nam tham gia. Ngược lại, khi đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở Việt Nam, chính phủ và nhân dân Nhật Bản đã là quốc gia đầu tiên viện trợ vaccine phòng COVID-19 quy mô lớn cho Việt Nam, hơn 7,4 triệu liều và nhiều vật tư trang thiết bị y tế hỗ trợ công tác phòng chống dịch của Việt Nam. Dành cho những ai chưa biết, Nhật Bản là nước tài trợ viện trợ phát triển chính thức lớn nhất, đối tác hợp tác lao động thứ hai, nhà đầu tư và đối tác du lịch lớn thứ ba, và là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam. Về đầu tư thì Nhật Bản có hơn 5.000 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư hơn 70 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 3 trong số 143 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Việt Nam đã có 106 dự án đầu tư sang Nhật Bản, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 19,5 triệu đô la Mỹ. Về thương mại, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai nước năm 2022 tiếp tục phát triển theo hướng cân bằng, đạt gần 50 tỷ đô la Mỹ và đưa Nhật Bản trở thành đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam. Hiện tổng số người Việt Nam tại Nhật Bản đạt gần nửa triệu người, đứng thứ hai trong số các cộng đồng người nước ngoài tại Nhật Bản sinh sống, lao động và học tập tại tất cả các tỉnh thành của Nhật Bản, là nguồn bổ sung quan trọng cho sự thiếu hụt nhân lực của Nhật Bản trong nhiều ngành nghề. Những con số biết nói đã cho thấy mối quan hệ không thể tách rời của Việt Nam, Nhật Bản từ nay và mãi về sau. Nói tóm lại, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử, xứng tầm quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng trên cơ sở chân thành, tình cảm, tin cậy vì hòa bình, hợp tác, phát triển khu vực trên thế giới và vì lợi ích của nhân dân mỗi nước. Đây chính là thế mạnh mà hai nước cần tiếp tục phát huy. Và tất nhiên rồi, dù bất kỳ ai đến thăm Việt Nam, dù đó là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Australia, miễn là họ đến với một tinh thần cởi mở, thì chắc chắn chúng ta sẽ tiếp đón như những vị khách quý. Các bạn thấy sao? Bình luận ngay bên dưới nhé! Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình, cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.